Anh Nguyễn xin được chào các bác, các anh các chị, các em nhé. Hiện tượng này anh Nguyễn xét 3 cái vang số TOC GX6 và con Jaguar X6 cho thứ nhất là bác vui ở Hà Nội, và bác thứ hai là bác Đặng Quyết Thắng. Bác lấy 2 con vang số X6 để phục vụ việc ca hát và nghe nhạc. Anh Nguyễn đã xét thành công và báo cáo bác này, tất cả bác mua băng số nhà anh Nguyễn sẽ được tặng một đĩa cài riêng của anh Nguyễn làm phần mềm, và cái đĩa này sẽ hỗ trợ cho anh Nguyễn để việc mà điều chỉnh vang số từ nhà anh Nguyễn với nhà các bác. Tất cả bác mua băng số nhà anh Nguyễn sẽ được anh Nguyễn sẽ hỗ trợ liên tục về kỹ thuật và nâng cấp phần mềm liên tục thôi nhá. Anh Nguyễn có những bản nào hay mới nhất thì anh Nguyễn sẽ thông báo và các bác sẽ liên hệ với anh Nguyễn để cập nhật được những cái bản mà anh Nguyễn tinh chỉnh về đường mic, về đường nhạc, đạt được cái khai thác được triệt để của một chiếc vang số X6 công nghệ mới. Thì vang số là một dòng vang cực kỳ hiện đại, cho chất âm rất hay, tiếng mic ngọt ngào, cất được rú thôi nhá. Nếu mà dòng chiếc kèn titan thì vang cơ rất khó là cắt tiếng ú nó. Nếu muốn cắt tiếng ú nó thì giọng ca là lặng, không sáng. Thế vậy để mà giọng ca sáng, không có ú thì làm thế nào? Thì chúng ta phải dùng X6 về công nghệ số nhá. Anh Nguyễn giờ thuần phục được hoàn toàn chiếc vang số dòng họ nhà X và dòng họ KA1000. Và cái vang số này anh Nguyễn cài 3 chế độ đấy nhá, 3 chế độ này, tặng 3 chế độ luôn. Anh Nguyễn gọi ra này, chế độ thứ nhất là anh Nguyễn cài cho bác chế độ chiếc kèn. Các bác nếu mà chế độ chiếc kèn, bác chỉ cần chuyển về chiếc kèn là ok. Chế độ thứ hai là anh Nguyễn cài chế độ đa năng, tức là đánh mọi chế độ đẩy âm ly và loa trên giấy. Chế độ thứ ba là chế độ Epic. Nếu các bác muốn chơi một dàn âm thanh đẳng cấp, tức là quấy sự kiện, thì các bác sẽ chọn chế độ này. Và các bác sẽ vào trang web của anh Nguyễn, các bác xem lại cách đấu nối cho một bản Epic rồi. Còn đây là công nghệ bây giờ. Nếu mà muốn mà bán vang số thì trước tiên là cái người thợ phải thuần phục được những cái vang số mới cho những cái bản cực tác. Bởi vì anh Nguyễn là luôn luôn đi lắp phòng hát, luôn luôn đi setup tại nhà, cho nên là anh Nguyễn rất nhiều kinh nghiệm về vấn đề tinh chỉnh vang số và setup, tức là theo phòng này, theo mic này, theo loa này, nhiều hay ít vân vân. Cho nên là không có kinh nghiệm rất là khó làm vang số, rất là khó làm các bạn nhé. Thì toàn bộ 3 cái vang số này là anh Nguyễn chất đặt. Anh Nguyễn setup 3 chế độ, một là chiếc kèn, hai là chơi đa năng, ba là tạo effect rồi. Đây toàn bộ quá trình anh Nguyễn setup một chiếc vang số. Và các bác an tâm đi, mua vang số nhà anh Nguyễn có thể anh Nguyễn giúp đỡ về kỹ thuật các bác tại nhà các bác nhé. Tại nhà các bác anh có thể điều chỉnh được như ý các bác. Đấy, bằng cách các bác sẽ dùng cái đĩa này của anh Nguyễn tặng cái kèm nhá. Thì anh Nguyễn sẽ làm được tất cả những điều không thể thành có thể để chỉnh một chiếc vang số. Công nghệ bây giờ thì anh Nguyễn áp dụng, bởi vì anh Nguyễn là một cũng là một người được đào tạo và tin học rất bài bản. Đấy, và đã có nhiều năm làm máy tính, làm phần cứng phần mềm máy tính, cho nên là anh Nguyễn chuyển giao sang công nghệ sang vang số thì nó cũng không có gì khó. Thực ra một cái phần mềm của vang số X6 nó chưa bằng một cái phần mềm Word hoặc Excel nhá. Cho nên là anh Nguyễn đã thuần phục được vang số X6. Mà vang số X6 nếu biết setup rất là hay, mà có thể ghép cho bản mixer, Strat, bánh kiểu gì vật và FX rời cực đẳng cấp, bánh sự kiện. Những việc này anh Nguyễn làm hết thôi nhá, làm hết. Đấy. Và các bác có nhu cầu lắp đặt âm thanh tại gia đình, phòng hát hoặc bánh sự kiện, anh Nguyễn nhận hết. Bán kính 100 cái mét anh Nguyễn sẽ làm hết nhá. Anh Nguyễn chào các bác ạ.